Chào tất cả anh em nhé, hôm nay giới thiệu cho tất cả anh em cùng tất cả các bác một con xe ba bánh người đem tự gióng nhá, nhái mẫu Trung Quốc nhá. Con này thì nó cũng con này tất cả là hàng của Việt Nam bên em đều gióng hết nhá. Thì có một cái đầu của Trung Quốc, thùng rộng con này thùng rộng 1m2, dài 1m4 nhá. Cái này giao cho một bác ở Hà Nội nhá. Thì cái này video clip em lên lâu rồi. Thì quay lâu rồi, ý là hôm nay em mới có thời gian để em quay lên. Đấy, thùng rộng 1m2, dài 2m, dài 1m4 nhá. Thì anh em có nhu cầu đặt hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em nhá. Thì tất cả mọi thứ nó đều là hàng bên em gia công hết nhá. Thì thùng cái hộp 48. Cái hộp dưới là hộp 36 nhé. Con này ghế 2 người ngồi nhé. Này có phanh tay. Đèn còi xi nhan đầy đủ hết các bác nhé. Con này thì nó sử dụng động cơ 110 này. Sử dụng động cơ 110. Đấy, máy Uây. Đời 2020. Con này thì chở nhẹ 57 tạ anh em nhé. Còn anh em mà chở nặng thì nó cắm số phụ vào. Thì anh em có thể tải thêm được. Đấy, đầu to dễ lái. Thứ hai là anh em có sử dụng chạy trong phố nhỏ nhắn nhá các bác nhá. Cái này kích thước em làm theo yêu cầu, dài rộng theo yêu cầu nhá. Đấy, tất cả mọi thứ bên em làm theo yêu cầu hết. Thì cái cần số bên tay phải với cần số phụ này nó sẽ dồn bên. Đây là cần số tiến lùi, còn đây là cần số phụ nha các bác nhá. Đấy, cần số 1 2 3 4 thì anh em vào như xe máy thôi. Và có phanh tay, phanh chân. Đấy, đầy đủ hết. Khi bác nào làm cái thì các bác nào sử dụng thì có phanh chân phanh tay nó dễ lái thôi, nó không có gì khó khăn cả. Đấy. Thì trong phần máy thì bên em sẽ lật cái thùng lên, thùng lật tay các bác nhá. Thùng lật tay. Đấy, thì là sử dụng máy Uây 110. Đấy, có giá treo chống rung. Đi thì nó sẽ không bị rung nha các bác nhá. Đấy, cái này là nhái mẫu 100% của Trung Quốc nên là những cái mẫu những cái giá chống rung có lò xo này thì đi nó sẽ không bị rung nữa các bác nhá. Đấy, không bị rung nữa. Không có rung lắc gì nữa cả. Đây máy Uây 2021. Đấy, đời cao về các bác thay thế phụ tùng dễ sửa chữa. Thì thợ nào thợ xe máy cũng có thể sửa chữa được các bác nhá. Đấy, nên là đấy các bác đấy cái phần số tiến lùi thì này thì nó có cần kia rồi. Đấy, còn số phụ thì em bán lẻ cả phụ tùng nhá. Các bác mua cầu số lốp nhíp thì có phụ tùng hết, thì có mua lẻ thì cái này là nhíp 6 lá 2 tầng nhá. Thì các bác trọng tải thì nó khỏe thêm được một chút. Đấy. Nó sử dụng lốp 500/12, nhíp 6 lá. Đèn còi xi nhan đầy đủ. Đấy. Về các bác đè nhẹ cái là lỗ thôi, lốp 500/12. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé, sau có video là hay các bác có thể xem được. Đấy, thì nó cơ cấu nó cũng đơn giản thôi, anh em mua phụ tùng về làm được hoặc là đặt tiền là bên em sẽ làm theo yêu cầu các bác nhé. Đấy, đặt tiền làm theo yêu cầu. Đấy, có những con là nhỏ nhẹ thì anh em làm muốn ngắn đi trong chợ, đi trong ngõ thì anh em có thể làm được. Đây là cái phần khóa thùng nhá, đây cần khởi động ngoài. Khi các bác hết bình ắc quy các bác có thể đạp ở ngoài được nhá. Đấy, đạp ở ngoài được. Đấy, có đè đóm rồi chế vào khí bình xăng, nó đầy đủ hết như này. Đấy, nó không nó cũng dễ sử dụng thôi. Đây, các bác người già và phụ nữ trẻ em đều chạy được hết, nó chạy cũng rất chi đơn giản nên nó cũng không có gì khó cả. Đầu lái nhẹ, đầu to lái cực nhẹ nhá. Đấy thì cái mẫu này thì máy nó sẽ đặt sâu dưới gầm. Đấy, tổng thể thì nó một con nó đẹp như này thì bên em giờ đang bán cho các bác là giá 26 triệu, giá chưa có phí vận chuyển nhá. 26 triệu chưa phí vận chuyển. Đấy, tất cả mọi thứ nó đều là giống theo yêu cầu. Rồi thì em cũng quay sơ qua thôi. Còn các bác nào muốn tư vấn thì số điện thoại để góc màn hình nhé. Các bác có thể gọi điện trực tiếp để tham khảo và tư vấn xem mình đóng kiểu như nào và làm kiểu gì nhé các bác nhé. Muốn làm nó nhiều người ngồi hay là chở thùng rộng hay dài thì các bác có thể xem qua nhé. Chào tất cả các bác.